Một công ty bảo mật ở Ấn Độ cho biết lượng lớn thẻ tín dụng của nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, bị lộ thông tin và đã gửi cảnh báo đến các nhà chức trách. Thông tin từ công ty an ninh mạng Technisan có trụ sở ở Ấn Độ cho hay, hàng trăm nghìn thẻ tín dụng của khách hàng tại 6 quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Indonesia đã bị rò rỉ thông tin trên Internet. Công ty này cho biết đã tìm thấy nhiều dữ liệu về thẻ tín dụng do các ngân hàng lớn của 6 nước Đông Nam Á phát hành. Theo báo cáo của Technisan, Philippines là nước bị lộ thông tin nhiều nhất với số lượng gần 173.000 thẻ tín dụng, kế tiếp là Malaysia với hơn 37.000 thẻ và Singapore với hơn 25.000 thẻ. Công ty an ninh mạng của Ấn Độ thậm chí còn cho biết trong những tuần qua đã phát hiện thêm nhiều thẻ tín dụng của 6 nước Đông Nam Á bị trao bán dù hệ thống yêu cầu mã giao dịch otp vẫn có những cổng thanh toán không cần đến việc xác thực giao dịch